Dạ. Hôm nay ngày gì dạ? Hôm nay là ngày gì mà cũng không nhớ nữa. Vui không? Vui không? Ủa, là sao? Chào mọi người đi. Chào mọi người á. Xin chào cả nhà. Hôm nay mẹ Thúy đã quay trở lại với một chủ đề khá thú vị đây. Các bạn đã có gia đình, có bao giờ các bạn cảm thấy cuộc sống của mình dần trở nên đơn điệu? Thúy cũng mang cái chủ đề này để tám với hội chị em và nảy ra một ý. Nếu như cuộc sống của mình không vui, thiếu gắn kết, thì tại sao chúng ta không tạo cho nó những điểm nhấn thú vị? Nói chung cái kế hoạch đó là sẽ làm cho mấy cha con có một bất ngờ thú vị. Yes. Xem phản ứng của anh Thịnh và bé Phê như thế nào nha. Ôi thơm quá. Ôi dạ. Có hẻ với ai sao mà đẹp quá vậy? Thơm quá ta. Wow, ngon quá mẹ ơi. Ba món con thích nè ba. Món ba thích nè. Ủa? Cái bàn mới. Dạ hôm nay xinh quá à. Mà hôm nay đố vợ biết hôm nay ngày gì vậy? Chết rồi, hôm nay ngày gì vậy ta? Mình có quên ngày kỷ niệm nào không? Dạ hôm nay ngày gì vậy? Hôm nay là ngày gì mà cũng không nhớ nữa. À con biết hôm nay là ngày gì nè. Hôm nay là thứ hai. Yeah. Đơn giản, hôm nay là thứ hai. Vậy mà ba cũng không biết nữa. Ủa? Vậy còn cái bàn mới này với bộ đồ đẹp, rồi mấy cái món ăn này là sao? Mình thích thì mình làm thôi. Anh thích không? Chồng thích sao không thích? Vợ làm chồng hết hồn rồi. Chồng cứ tưởng là chồng quên cái ngày kỷ niệm gì chứ. Nếu mà chồng quên ngày kỷ niệm, chắc tối nay chồng ra ôm cái bàn này ngủ luôn quá. Ông cái bàn mới này ngủ sướng lắm luôn á bà. Chọc hai cha con thôi. Tên tên. Vui không? Vui không? Ủa? Là sao? Chào mọi người đi. Chào mọi người á. Hi. Hello. Ai đây con? Cha con nè. Giỏi quá à. Các bạn ơi, vậy là lần này mẹ Thúy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhìn thấy ông xã với lại bé cà phê vui vẻ, mình thấy bao nhiêu công sức chuẩn bị của mình quả thật là xứng đáng. À, mẹ My với mẹ Trinh cũng đã báo lại kết quả rất là tuyệt vời, chẳng kém gì mẹ Thúy đâu. Thúy xin cảm ơn thương hiệu đá Vico Stone đã truyền cảm hứng đến cho Thúy, giúp cho mình nhận ra rằng niềm vui chẳng cần phải tìm ở đâu xa, nó luôn hiện diện ngay trong tổ ấm của chúng ta. Đôi khi chỉ cần mình biết chăm chút để tạo ra những điều bất ngờ nho nhỏ làm khác biệt cuộc sống thường nhật, thì những điều thú vị và những điều đáng nhớ sẽ luôn đến với lại chúng ta. Các bạn có thể thử áp dụng bí quyết giữ lửa cho cuộc sống của mình luôn trọn vẹn trong từng giây phút cùng Thúy nha. Hãy comment và chia sẻ ý tưởng tạo điểm nhấn bất ngờ trong cuộc sống cùng với Thúy. Và bây giờ, cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại.